Sau lễ cúng thì các tổng viên chúc nhau chén rượu đầu xuân, chúc nhau sức khỏe các bạn ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây là chú anh đang ghi tiền ủng hộ các bạn này. Bên này là tiền đinh chú Cường nhỉ? Bên này tiền đinh. Ba trái có một loại. Đã thông qua cái phần tối hôm nay các cộng viên đã ủng hộ cho họ trong buổi tối hôm nay. Thứ nhất là bác Tuấn Chí Trường là 1 triệu, bác Tiến 1 triệu, còn Âu Thủy như là bác Điếm thì cũng cùng toàn bộ cái hệ thống ông Điền thắng là 1 triệu. Chúng tôi 200 ly đồng, thể Quang 200, Bảo Vĩnh 1 triệu, Diệp Vĩnh 500, thư ký Cường 200, Chu Anh 300, Chu Lời 200, Ô Hành 200, Ô 200, các bạn ạ. 88, sau đó là 200, tất cả Thế Quý 500, các tổng viên Trung Tông 100, Lưu và Uống Rượu 100, đến đêm luôn 200, Chu Khoan 100, năm nào cũng thế các bạn ạ. Chu Khánh, còn mai sáng mai là 100, tiếp tục tế đến 100, chú Nam 25, là chú Hồng tế ở 100, nhà thờ chính 100, của chi chú Quý, xin lỗi các bạn là nhà thờ chính của chú Bảy 200, nhà thờ Đại Tôn. Thứ mai chúng ta tiếp tục. Vừa rồi thì tôi lại bỏ lỡ cái đoạn tổng được ủng hộ 5.800.000 các bạn. Chiều mai thì mình công bố tiếp tục để danh sách ủng hộ cho họ các bạn. Bắt thư lại cái đường lưu này đầu xuân năm mới họ đọc cửa và chúc tất cả các chú gia đình này sức khỏe hạnh phúc nhé. Tay đâu, anh em ơi! Rất là vui các bạn ạ. Hai ba, dốc! Hai ba, dốc! Hai ba, uống! Bên này các bà các bác. Ok. Một xuân năm mới chúc tất cả các bạn một xuân mới cùng gia đình thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào các bạn.